Xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Thông tin và Giải trí cuối tuần với luật sư Dina Nguyễn và khách đặc biệt. Và trong tuần vừa rồi chúng tôi có gặp nghị viên Nguyễn Mạnh Trí một buổi Tết ở hội chợ Tết và có nhà ý mời nghị viên đến để chia sẻ với cộng đồng chúng ta. Thì nói là khi nào anh rảnh thì đến, mà không ngờ hôm nay trong khi chúng tôi làm chương trình lại thấy nghị viên Nguyễn Mạnh Trí đến. Và rất là cảm ơn nghị viên Nguyễn Mạnh Trí đến mà còn lại đem theo một người lãnh đạo trong cộng đồng nữa, đó là anh Trần Thiện Thanh, phải không? Nguyễn Thiện Thanh. Tính nói là Trần Thiện Thanh. Dạ, đúng rồi. Nên nhiều người hay bị lầm như vậy. Xin lỗi. Và chúng tôi đã biết anh Thành rất là lâu rồi. Và anh đã vận động trong cộng đồng rất là lâu, nhất là về những cái vấn đề mà nhân quyền đó. Thì khi mà nghị viên Nguyễn Mạnh Trí đến đây với lại anh Thành thì chúng tôi thấy là chắc có cái gì mà rất là quan trọng mà muốn thông báo với cộng đồng đó, phải không ạ? Dạ vâng, trước hết chúng tôi xin được cảm ơn luật sư Dina Nguyễn đã cho chúng tôi có cái cơ hội này để mà thưa chuyện cùng với lại quý đồng hương. Thưa quý vị, là chúng tôi đang các anh chị em dân cử cũng như là nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể đang ngồi lại tổ chức một cái buổi xuống đường. Cái buổi xuống đường đó nhằm mục đích để nói lên cái tiếng nói là mình yêu cầu ông Tổng thống Donald Trump đang khi ông đang ở Việt Nam để mà ông nói lên những cái lời nói để lên tiếng kêu gọi cho nhân quyền, tự do, dân chủ tại Việt Nam, đồng thời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải thả những tù nhân lương tâm một cách vô điều kiện, và bên cạnh đó phải lên án một cách mạnh mẽ về những cái mưu toan mà Trung Cộng đang là giữ tính, thôn tính biển đảo cũng như đất đai Việt Nam của chúng ta. Đó là những cái mục đích mà chúng ta cần phải làm đang khi mà ông đang ở Việt Nam. Chính vì như vậy mà chỉ trong ít ngày chúng ta phát động cái chương trình xuống đường vào ngày 26 tháng 2, tất nhiên là thứ ba tới đây, vào lúc 5 giờ chiều, thì chúng ta đã có một số rất đông các tổ chức, các đoàn thể đã tham gia vào trong cái tổ chức, thưa chị. Chính vì lý do đó mà xin được chị có những cái giây phút này cũng như là xin đài để chúng tôi có thể có cơ hội để phổ biến và nhất là mời gọi quý đồng hương của chúng ta tham dự trong cái buổi ngày hôm đó. Nghị viên có thể cho biết là cái tổ chức này sẽ được diễn ra tại cái môi trường nào? Vâng, mời anh Thạch. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như cô Dina, là ngày 26, tức ngày thứ ba, khoảng 5 giờ chiều chúng ta sẽ tổ chức có mặt ở tại chỗ Liên Sandwich, chỗ đường Busa và đường Moren. Okay. Thì cái tổ chức này là những người trẻ chúng tôi rất hy vọng. Nhiều khi đây là cái lúc ông Tổng thống Mỹ qua Việt Nam, thì những cái bức xúc người đồng bào, những người trẻ họ đứng lên, họ cần có một cái sự hỗ trợ. Mà nếu mà có ông ở đó thì Cộng sản Việt Nam không dám đàn áp, không dám giết, không dám làm những hành động điên rồ. Thành ra là chúng tôi muốn làm để cho những người trẻ trong nước thấy được là có sự hỗ trợ hải ngoại và cũng như là có một vị tổng thống, thì chúng ta làm cổ suý cho cái tinh thần người dân sẽ đứng lên mạnh hơn. Vâng, dù là nước Việt Nam là 80 triệu dân nhưng mà không có phải ai cũng có cái can đảm mà để đứng lên nói cái sự đàn áp của Cộng sản. Thì có một số anh em nhỏ và họ rất là nói là brave, rất là can đảm để đứng ra nói lên những cái điều này trên mạng cũng như là đi biểu tình. Thì có một số nhỏ họ đã bị giam tù, thì mình có đặt những cái vấn đề đó không, là có nói về những cái vấn đề vâng, trên khi mà luật sư Dina Nguyễn nói về vấn đề đó thì chúng tôi cũng thưa với quý vị rằng cái tổ chức này cũng đã được xướng ra bởi những các anh chị em trẻ trong cái liên minh tuổi trẻ đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và trong đó cũng có là nhạc sĩ thi ca Lê Hoàng Trúc và những anh em mà đang sinh hoạt trên mạng, và đồng thời một số các tổ chức, các đoàn thể trẻ, và đồng thời chúng tôi cũng là những người dân cử, là một nhóm dân cử, và bên cạnh đó thì lại có nhiều cái tổ chức mà gọi là rất là hoạt bát cũng như là có tiếng trong cộng đồng của chúng ta cũng đã tham gia vào trong cái tổ chức đó để mà chúng ta nói lên cái tiếng nói. Thứ nhất là tại sao chúng ta tổ chức vào ngày thứ ba mà không tổ chức vào weekend? Thứ ba là một ngày mà thường người ta đi làm, mà chúng ta tổ chức như vậy có thể nó giới hạn cái số người tham dự. Nhưng mà chúng tôi biết rằng cái quan trọng ở đây là cái thời điểm lúc bây giờ. Ở đây chúng ta tổ chức vào ngày 26 thì bên kia là 27 buổi chiều, bên này có nghĩa là buổi sáng bên kia. Chính vì như vậy mà
chúng ta làm cái công việc đó vào cái ngày thứ ba này thì nó đúng lúc, đúng thời điểm, nó có ý nghĩa hơn. Mà anh đừng có lo, là vì cái thời điểm này là chúng ta sử dụng mạng lưới rất là nhiều và social media, nên cái ngày đó vào giờ đó đó, bảo đảm là có những người mà không đến được đó, họ sẽ coi được trên mạng và họ sẽ ủng hộ tinh thần cho chúng mình. Thì anh có thể cho biết là những cái tổ chức lớn như là Hội đồng Liên Tôn hay là cộng đồng chúng ta, thì có những tổ chức nào sẽ tham gia vào cái buổi này? Trước khi anh Thành có thể cho biết về những tổ chức đó, thì xin thưa với chị là như vậy. Đồng ý là chị có nói rằng là ok, qua những hình ảnh, qua những mạng này kia thì chúng ta có thể theo dõi tại nhà được. Nhưng mà cái quan trọng ở đây chúng tôi xin được nhấn mạnh với lại tất cả quý vị đồng hương là ngày hôm đó chúng ta, mục đích của chúng ta là chúng ta nói lên cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của người Việt hải ngoại của chúng ta. Qua những hình ảnh đó chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta sẽ live stream, thì ở người Việt Nam họ sẽ nghĩ viên nói là những người ở gần cái địa điểm đó nên đến để mình có thể show cái lực lượng, có cái số người đông để chúng ta có thể nói lên cái tinh thần của người Việt hải ngoại đối với sự yểm trợ cho cái đồng bào quốc nội. Khi họ nhìn thấy như vậy thì họ lên cái tinh thần. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thưa quý chị là lần này nó khác hơn nữa, là chúng ta có các cơ quan truyền thông, chúng ta liên lạc rất nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ. Và nếu mà chúng ta có được cái sự hiện diện của họ thì đây là cái tiếng nói, đây là cái uy tín của chúng ta mà nói lên cái tiếng nói chung của người Việt tị nạn. Vâng, mời anh Thành có thể trả lời. Dạ, kính quý vị, hiện giờ chúng tôi nhận được 21 tổ chức đã cùng đứng ra với chúng tôi. Tôi thấy là thứ nhất gồm có nhóm dân cử gốc Việt Nam Cali, nhóm liên minh tuổi trẻ đòi nhân quyền dân chủ cho Việt Nam, cộng đồng Việt Nam Nam Cali, cộng đồng người Việt Việt Nam Nam Cali, ở đây có hai cộng đồng quý vị, cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, cộng đồng người Việt quốc gia miền Trung Cali, phong trào chống Trung Cộng bành trướng Nam Cali, khu bộ Việt Nam Quốc dân đảng Nam Cali, đảng Tân Đại Việt, ủy ban dựng cờ chính nghĩa quốc gia, mạng lưới nhân quyền Việt Nam, đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, câu lạc bộ tình nghệ sĩ, hội phụ nữ vì nhân quyền, ban tù ca Xuân Điềm, diễn đàn giáo dân, hiệp hội cư dân Mobile Home Orange County, đảng Việt Tân khu bộ Nam Cali, hội đền hùng hải ngoại, hội anh em yêu nước và khu hội của nhân chính trị Nam Cali. Kính thưa quý vị, đây là một cái điểm son cái năm 2019, lần đầu tiên có một cuộc xuống đường về nhân quyền mà lại có sự hiện diện của một nhóm dân cử gốc Việt. Thì Thành đã từng tổ chức bao nhiêu đợt về nhân quyền, về thiết thực cũng như là ủng hộ những tù nhân lương tâm, nhưng mà chưa bao giờ được một nhóm dân cử hợp lực và ngồi chung chúng tôi để phát động cái phong trào này. Đây là một cái lần đầu tiên mà chị Thành thấy được cái điều đó. Các vị dân cử có tham gia rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng tôi công khai cái sự liên minh của các dân cử. Dạ vâng, thì như là chị Luật sư Dina cũng có nói, Luật sư Dina cũng là một dân cử và Luật sư Dina cũng là trong cái tổ chức này. Thì Luật sư Dina cũng đã biết rằng là chúng tôi đã có cái lá thư song song với cái công việc mà tổ chức xuống đường ngày hôm đó. Thì hiện tại bây giờ chúng ta đã có cái lá thư gọi là kiến nghị thư và gửi đến Tổng thống Donald Trump rồi. Thì tới giờ phút này thì ông đã có trong tay rồi, ông đã biết được cái việc mà chúng ta đang làm. Và chúng tôi cũng nói thêm một chi tiết nữa là đây là một cái liên minh cho một cái tổ chức mà một cái lập trường chung. Nên có vài cái tổ chức đây chưa bao giờ từng làm việc với nhau, và có những cái tổ chức không thích làm việc với nhau. Và chỉ vì có họ trong cái list này không nghĩa là họ đang làm việc với nhau trong cái tổ chức của nhau. Nhưng mà đây chỉ là cái xuống đường chung thôi, chứ không có phải là một hội hội nào có trong đây là làm việc với hội khác. Tại vì sẽ có người hỏi là ủa sao tôi tưởng là hội này không làm việc với hội này. Đúng là như vậy, là họ không làm việc với nhau trong công việc riêng. Nhưng mà cái việc xuống đường với cái sự lãnh đạo của các dân cử như là anh Nguyễn Mạnh Trí đó, thì họ đã đồng ý là họ sẽ liên minh vô cái vấn đề này. Dạ vâng, thưa với chị, nói cho rõ hơn là chúng ta khi mà chúng ta phát động cái chương trình này đó, thì chúng ta nói rằng không phân biệt đảng phái, tôn giáo, chính trị. Mà chúng ta chỉ có một cái mục đích chung thôi. Và khi mà chúng ta ngồi lại với nhau, khi chúng ta thực hiện cái mục đích chung này rồi,
thì xong cái mục đích đó rồi chúng ta sẽ ai về nhà nấy, có nghĩa là mỗi một tổ chức sẽ có cái sinh hoạt riêng của mình, nhưng mà khi mà chúng ta cần thì chúng ta ngồi lại với nhau để cùng làm việc với đó cái mục đích, mà không có phân biệt, không có dị nghị, không có gì hết, chúng ta cùng mục đích. Với Hoàng nên nghị viên Nguyễn Mạnh Trí là đã có cái lý trí như vậy và đã lãnh đạo được một cái tổ chức mà quy mô như vậy và cũng rất là chánh nghĩa. Và cần thiết cho cái cộng đồng của chúng ta, vì chúng ta lúc nào cũng nôn nao cái sự mà tự do dân chủ tại Việt Nam và muốn không có những cái sự đàn áp về nhân quyền, thì bất cứ mà bằng cách nào, phương cách nào, lời nói hay là biểu tình hay là viết ra những cái văn bản thì chúng ta sẽ làm để giúp lên tiếng cho những người Việt bên tị nam bên Việt Nam mà đang bị đàn áp. Dạ, kính quý vị, để tiếp lời cô Dina, chúng tôi trân trọng thông báo cùng mời quý vị đúng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 3, tháng 2, tức là vào ngày thứ ba, chúng ta sẽ có buổi tuần hành trên đại lộ Bô Sa, và khoảng 6 giờ rưỡi chúng ta sẽ có đêm nhạc đấu tranh như hỗ trợ tinh thần những người đồng bào trong nước cũng như người trẻ đứng lên đòi hỏi nhân quyền. Nhân dịp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam thì chúng ta làm cho những người trong nước họ thấy được là tinh thần người hải ngoại lúc nào cũng nghĩ đến Việt Nam, nghĩ đến hơn 100 triệu đồng bào đang bị Cộng sản đàn áp cũng như là bức hại. Thành ra hy vọng quý vị sẽ đến thật đông để họ nói lên tinh thần của người Việt hải ngoại đối với đồng bào trong nước. Giờ chót chúng tôi xin được thêm một lời nữa là thưa với quý vị, biết rằng là ngày thứ ba ngày quý vị làm việc, nhưng mà nó quan trọng trong cái ngày đó là bởi vì chúng ta phải phối hợp với là đồng bào trong nước, và đồng thời chúng ta có cái sự cover của truyền thông Việt Mỹ. Chúng tôi trong thành phần ban tổ chức cố gắng hết mình tổ chức một cách chu đáo, và chúng tôi chỉ còn lại là cái sự thành công của buổi hôm đó là ở quý vị. Xin quý vị hãy bớt chút thời giờ để tham dự trong cái buổi xuống đường hôm đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và trong một cái chương trình sau đây, chúng tôi sẽ mời nghị viên Nguyễn Mạnh Trí cũng như là anh Thịnh Thành trở lại với quý vị để nói thêm về vấn đề đàn áp ở bên Việt Nam, một cái chương trình riêng cho vấn đề đó thôi. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật sư Dina Nguyễn Thông tin và Giải trí cuối tuần, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.